Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải. Đặc cấp, sang trọng là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn. Nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thứ bảy của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cùng thực hiện chương trình Điểm báo này là bác sĩ Phạm Phúc Nhân từ Victoria. Kính chào bác sĩ Nhân. Kính chào Kim Hoàng và tất cả khán giả của Vietface TV. Và kính thưa quý vị khán giả, trong những tuần lễ vừa qua, vấn đề những cái bác sĩ gia đình bị quá tải bởi vì số lượng bệnh nhân quá đông là một trong những cái đề tài được quan tâm rất là nhiều. Và Tasmania đã trở thành tiểu bang đầu tiên khi mà những cái dược sĩ được quyền kê toa cho bệnh nhân nhằm mục đích là giảm hạ việc quá tải của các bác sĩ gia đình, trong khi ở những tiểu bang khác thì dược sĩ vẫn chưa được chuẩn nhận để ra toa hoặc là để bán thuốc trực tiếp. Và liên quan đến những cái toa thuốc này, một cái thông tin mà Kim Hoàng muốn gửi đến cho quý khán giả trong chương trình Điểm báo ngày hôm nay, đó là lệnh triệu hồi 55 loại thuốc trị ho của cơ quan kiểm duyệt dược phẩm TGA vừa được ban hành. Và điều đáng nói là những cái loại thuốc trị ho này đa số người dân có thể mua tự do tại các pharmacy, có nghĩa là mua tự do ở những tiệm thuốc tây, ở các dược sĩ, mà ngay chính bác sĩ gia đình cũng không biết được là bệnh nhân của mình đã sử dụng những cái loại thuốc ho nào. Và thưa bác sĩ Nhân, trong bối cảnh này thì bác sĩ Nhân có thể cho khán giả được biết là lý do vì sao mà TGA đã triệu hồi hàng loạt những cái loại thuốc trị ho mà đã được bán tại Úc trong suốt nhiều chục năm vừa qua hay không ạ? Cảm ơn Kim Quang. Thì đây là cái tin rất là nóng và nó ảnh hưởng tất cả các bệnh nhân, các bác sĩ và các dược sĩ ở Úc hiện nay. Thì thật sự ra cái thuốc ho mà Kim Quang nói là TGA mà cho ngừng á, để thu hồi lại là trên 50 loại đó. Thì thật ra đây là một cái thuốc ho nó dạng là Focodin mà nó được sử dụng rất là lâu rồi, từ năm 1950. Đây là thuốc để mà ức chế ho trên toàn thế giới. Nhưng mà gần đây thì ở châu Âu á, cụ thể là nước như là Thụy Điển thì từ năm 1980 người ta cũng đã là thu hồi rồi. Rồi không phải như vậy là nó phải là gần đây. Như vậy là cái họ thu hồi trước nước Úc 40 năm lần, thưa bác sĩ. Dạ, Na Uy nữa. Na Uy năm 1907 người ta cũng đã thu hồi. Và hiện nay là cách đây khoảng chừng 2 tháng thì toàn thể Âu Châu là ngày tháng 12 năm 2022 là người ta cũng đã lệnh thu hồi tất cả những cái chất này Focodin đó. Thì hiện nay thì Úc thật sự ra là Úc đã có bác sĩ trong bệnh viện, bác sĩ gây mê đó, ảnh hưởng gì thì bác sĩ gây mê đã cảnh cáo là cái chính phủ Úc cũng nên thu hồi từ năm 2017, tức là 6 năm nay. Nhưng mà TGA vẫn lưỡng lự, thì lưỡng lự là có nhiều lý do lắm. Có thể là người ta biết là sợ ảnh hưởng đến cái sản xuất của các dược sĩ và đồng thời nữa là các buôn điều trị cho bệnh nhân. Đó, cho nên thành ra nó hơi chậm một chút xíu thôi, Kim Bạch. Dạ, với cái lệnh triệu hồi 55 loại thuốc ho này, thưa bác sĩ, là bởi vì lý do là nó sẽ có những cái yếu tố nó gây tổn hại đến hệ thần kinh của những người sử dụng, phải không ạ? Dạ, đúng như vậy. Thì cái thuốc ho này á, thì nói chung là bác sĩ thì không có kê toa. Thì bác sĩ, chính ra cái luật pháp của Úc á, thì hạn chế bác sĩ gia đình kê toa codeine và cũng như là morphine hay là oxycodone trong cái bản đọc số 8. Nó cái là phải có license hoặc là kê toa không quá 3 tháng và để tránh những người bị nghiện ngập.
Nhưng mà rất là ngạc nhiên là những cái thuốc mà Bisonpol đó, Focodin đó, thì được rộng rãi bán trên cái kệ rất là lâu. Thì như là những cái thuốc đó rất là nhiều, cái list rất là dài, như là kim bạn có thể là coi đó, thì những nguyên thất như là Amican, rồi những Benadryl, Plum, rồi Kemit, Durotus, hay là Benadryl, hay là Terifast, tức là nó cứ giật cái nó rất là dài. Và các có nghĩa là cái tên thương mại của nó rất nhiều cái loại tên thương mại khác nhau. Cho nên thành ra là nếu mà cần thì có lẽ Kim Hoàng đưa cái list nó lên cho thì TTV để anh em ta biết, tại vì chính ra bác sĩ gia đình cũng không nắm hết nữa, tại vì cái tên thương mại mà, thì nhưng mà chủ yếu là chất Focodin. Thì từ đó thì hiện nay các người dược sĩ ở Victoria và cả toàn nước Úc luôn á, thì người ta nói là bây giờ người ta hết vũ khí để mà chiến đấu. Tại vì bệnh nhân mà nếu mà khi mà cảm cúm nhẹ hay là hay fever, hay là nhất cái mùa Covid vừa qua đó mà ho đó, là người ta trước khi đến bác sĩ thì bác sĩ gặp bác sĩ gia đình như khó quá, như là Kim Hoàng đã thấy đó, hiện nay là bơm bill rồi người ta đóng cửa các phòng mạch ở ngoại ô và đồng thời phải chặt tiền, cho nên đa số bác sĩ gia đình mà người Việt của mình là thường là bơm bill, cho nên là đến rất là đông, mà bây giờ thì đến đông nó sắp hàng lâu, cho nên đến dược sĩ để mà xin thuốc cảm cúm hay là ho vậy đó, thì viên thuốc nó cũng bị khoảng 50 thuốc thì kệ trống bị dọn sạch ra đó được, cho nên bây giờ không nhị dược sĩ vì không còn gì hết, cho nên dược sĩ mới gặp bác sĩ gia đình thôi bây giờ có chuyện gì xảy ra thôi là đến bác sĩ gia đình đi, thì bác sĩ gia đình thì cũng rất là kẹt. Bây giờ là nếu mà cho thuốc nghiện thì cũng không được, mà cho thuốc kháng sinh thì không nên. Đó, cho nên cái hoàn cảnh nó rất là khó khăn hiện nay cho cái ngành y tế Úc hiện nay. Dạ vâng. Trước khi chúng ta đi vào những cái khó khăn mà các bác sĩ gia đình đang đối diện về vấn đề tài trợ của Medicare đó, thì Kim Hoàng muốn dòng lại cái vấn đề 55 loại thuốc này bị triệu hồi đó, thưa bác sĩ, là lý do vì sao mà TGA đã quyết định triệu hồi tất cả những cái loại thuốc này, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người đã sử dụng cái loại thuốc này? Dạ. Thì như là trước khi mình trả lời câu hỏi Kim Hoàng thì mình cũng nói sơ qua về vấn đề là hiện nay là cái chất Focodin là cái gì. Thì Focodin thật sự ra là nó mix giữa hai cái là cái gọi là thuốc á phiện mà gọi là opioid đó, nó mix giữa hai cái morphine và codeine. Thì hay mà cái dạng nó cũng nhẹ thôi, nhưng mà cái dạng này thì cái thuốc cái mà morphine codeine này, nó là cái tác dụng của nó đó, là nó tác dụng trên cái trung khu của cái não. Yeah. Từ cái vỏ não, rồi từ cái vỏ não thì trán, rồi thì đính á, thì nó do cái nhận biết cảm giác rồi nó chuyển xuống cái thân não để mà nó ức chế cái trung tâm ho tại cái thân não. Cho nên khi mà dùng cái thuốc này á, thì người ta không ho. Đó, mà đặc biệt nó tác dụng ngay chỗ cái phần trên của cái phổi, là cái thanh quản. Phổi nó có thanh quản nè, khí quản và bronchus nó gọi là phế quản, khí quản là phế quản. Như vậy thì cái thuốc ho nó khi mà codeine mà nó cho vô đó thì người ta sẽ không có còn ho nữa. Và nếu mà như vậy thì nó tác dụng tốt ngay chỗ thanh quản thôi. Còn nếu mà nó tác dụng ngay chỗ cái khí quản xuống dưới á, thì là không có, phế quản thì không tốt, là bởi vì cái thuốc ho nó làm cho cái đàm nó quánh lại. Mà nó không ho được. Nhất là những cái người bị suyễn đó, hay là những người bị phế nang á, thì rất là nguy hiểm. Tức là cái những người bị suyễn nó đã đàm đặc rồi mà không ho được nữa thì nó nghẹt, nó là khó thở, là có thể chết. Đó là cái nguy hiểm của cái codeine, mà Focodin codeine. Đó là lý do mà trên thế giới hiện nay người ta rất lưu ý cái này, bởi vì cái này nó làm ta không ho được. Thì đó là cho nên thành ra nó thêm một cái điểm nữa là bây giờ á, tại sao cái chất này, đầu tiên là nếu mà không, nó chỉ chống chỉ định cho những người bị suyễn hay bị nặng thôi, bị ức chế hô hấp thôi đó. Nhưng mà tại vì á, những cái người này sẽ được vào bệnh viện giải phẫu trong cuộc đời của họ, vô cuộc đời của họ, thì khi mà vô bệnh viện như vậy thì cái người gây mê, người ta sẽ hỏi những cái gì, người ta sẽ hỏi là thứ nhất là anh có dùng thuốc gì không, thứ hai nữa là phải không được hút thuốc trong vòng là 6 tuần tới 8 tuần, không được uống rượu trong vòng 24 tuần, và nhịn đói trong vòng nghĩa là 6 giờ hoặc nhịn uống trong vòng 3 giờ. Đó là những cái thủ tục của người bác sĩ gây mê. Bây giờ người ta nói bác sĩ gây mê, người ta đâu có biết cái thuốc gây mê là những cái thuốc gì. Bác sĩ GP là khi mà kê toa thì có thể gửi về bệnh viện người ta biết được.
Còn những cái thuốc mà tự lấy lên kệ, tức là 50 cái loại thuốc mà có Focodin này đó, thì có lẽ là bệnh nhân không không nhớ, mà không không nhớ và cũng không uống 1 năm rồi. Thì trong cuộc đời mình thế nào cũng có thể nói rằng vào vào chemist mà mua thuốc trên kệ đó thì cứ theo tính toán là 50%. 50% có thể là trong những năm qua là 50% người dân mà bị ho vì COVID hay gì asthma gì hay phi vào vô đó thì gặp cái chai thuốc này dược sĩ sẽ chỉ những cái thi thuốc mà trên kệ mà đa số là có Focodin hết. Thì bệnh nhân về uống thì rất là tốt cho cái cảm cúm, cho cái hay fever hay là những cái gì nhẹ nhẹ gì đó, hay là virus, nhưng mà cái đó lại là nguy hiểm trong lúc gây mê. Tại sao vậy? Thì tại vì cái chất mà khi mà gây mê đó thì người ta thường thường là người ta cho thuốc ngủ mê, nhưng mà trong khi đó người bác sĩ gây mê người ta cho cái thuốc giãn cơ, muscle relaxant. Thì cái thuốc giãn cơ này nó ức chế theo cái hình mà có gửi cho cái bàn đó, đó là cái thần kinh mà nó muốn tới cái cơ cơ của cái cổ, cơ laryngeal đó, thì nó có cái synapse, tức là cái tiếp xúc cũng như sợi dây điện mà muốn muốn tiếp xúc với bóng đèn là nó có cái ráp nối với nhau. Thì cái chút thuốc giãn cơ nó ức chế ngay chỗ cái đó, ức chế ngay chỗ cái synapse của cái thần kinh với cơ, nó gọi là neuromuscular agent. Thì nghe nó tác dụng ở chỗ đó, cho nên bệnh nhân mới là ngừng thở giãn cơ để mà ta đặt nội khí quản vô. Thì cái phản ứng nó rất là nhanh, là 5-10 phút thôi để mà nó giãn khí quản, nằm mê giãn khí quản, giãn cơ. Nhưng mà khi mà giãn cơ như vậy, nếu mà bệnh nhân dùng Codeine trước đó, ức chế hô hấp ở trên thành tủy, giãn cơ ngay synapse ngay chỗ cái thần kinh cơ, hai cái nó cộng nhau nó gây ra phản ứng phản vệ rất là nặng, nguy hiểm, Nó bị sốc sốc phản vệ. sốc phản vệ đó. Đó là cái lý do Và đó là mà cái nguyên nhân cái chính vì sao mà TGA đã phải lập tức là không cho phép sử dụng 55 loại thuốc này nữa. Và cũng điều này cũng có nghĩa là kể từ bây giờ những bệnh nhân, những ai cảm cúm ho hen như vậy thì phải tới bác sĩ gia đình để được kê toa. Lý do là bởi vì khi bác sĩ kê toa thì tất cả những cái danh sách thuốc mà bệnh nhân sử dụng nó sẽ nằm trong cái hệ thống MyGov, cái hệ thống y tế. Bất cứ một cái nơi nào trên nước Úc này họ vào cái hệ thống đó họ đều biết bệnh nhân này đang sử dụng loại thuốc gì để cái quá trình chữa trị nó được đơn giản hơn, phải không thưa bác sĩ? đúng như vậy. Tại vì nếu mà bác sĩ mà gia đình á, mà có cây tê anh có cho thuốc á, rồi cho cái list thuốc cao huyết áp, tiểu đường hay là thuốc về asthma hay là những cái thuốc đó, và đồng thời nếu mà bác sĩ gia đình cho cái thuốc codeine hay hoặc banidin forte như là đau lưng chẳng hạn, thì banidin forte nó cũng có codeine trong đó. Rồi cái chẳng hạn như những cái thuốc như là bị ho như codeine mà nặng á, người ta cũng cho cái codeine, nhưng mà với cái luật có cái gọi là cái thuốc độc mà số 8, cho nên bác sĩ gia đình cũng hạn chế cho lắm, bác rất là hạn chế cho nên thành ra cái số lượng mà người nhận mà codeine hay fluorine codeine rất hạn chế, có khoảng 5-10% thôi. Thì bác sĩ gây mê người ta biết được, người ta chuẩn bị, thì người ta đối với người bác sĩ gây mê thì đối với cái phản sốc phản vệ đó, thì ở đây đây mình cũng nhắc một chút về sốc phản vệ. Thì sốc phản vệ là cái hiện tượng mà nó gây ra cái tình trạng mà khó thở cấp, mà phù phổi, rồi bệnh nhân nhợt nhạt, mạch máu mạch nhanh, huyết áp hạ, hôn mê và rối loạn tiêu hóa, nôn mửa đó, tức là những cái giai đoạn đó. Thì nếu mà dưới tay của bác sĩ gây mê mà trong lúc gây mê thì không, thật sự là Úc đã chết một trường hợp rồi đó, mặc dù là bệnh sốc rất là nhiều nhưng mà người ta điều trị được, là bởi vì trong tay người ta có adrenaline, cái thuốc đó là thuốc chống ngay cái số phản vệ, và bên ngoài là khó 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 có lắm, Cái chỉ có thuốc phòng mạch, này chỉ có tại bệnh viện mà thôi, phải không ạ? bệnh viện và phòng mạch nữa, tức là mà người ta đã phòng, thí dụ như chích penicillin nè, hay là những đứa bé mà nó bị ăn đậu phộng rồi đó, hay là nó bị ứng phấn hoa hay là xỉn gì đó, nó có thể là hay là do ông chích, nó có thể. Cho nên khi mà các cô giáo thường thường nói bác sĩ gia đình cho cái EpiPen đó, EpiPen hoặc là Anapen, ở đây nó có thuốc như thế này nè, đó cái là Anapen gì này, chích vô sốc phản vệ, nó chích vô một cái nó đem vô trường học, nó chích trường hợp mà nó bị sốc, lúc đó cô giáo chích liền cái đó thì nó cứu liền tại chỗ liền, còn nếu mà không có là kể như có nguy hiểm, rất là nguy hiểm tính mạng. Thì trong phòng mổ thì không có sợ, trong phòng mổ thì không sợ, nhưng mà cái biến chứng của khi mà sốc phản vệ trong lúc mổ là nó rất là khó khăn cho gây mê và đồng thời cho bác sĩ phẫu thuật. Thì mình trong trường hợp mình muốn được phẫu thuật não rồi một thời gian thì mình thấy đó, mà sốc đó là chảy máu rồi kèm không được rồi, rồi cái hậu phẫu nó nặng nề lắm, nó biến chứng viêm não rồi hay là rất là nặng, cho nên thành ra là bác sĩ gây mê rất là sợ
tức là sản phụ có dùng cái codeine, phocodine trước đó, nhưng mà cái này đặc biệt là cái phocodine mà dùng rồi thì bao lâu? Thì thật sự theo lý thuyết thì cái codeine mà dùng á thì chừng 3 tiếng đồng hồ là nó thải ra nước tiểu hết à. Nhưng mà nó thật sự nó kéo dài tới là 8 tuần lần. 8 tuần lễ. Nhưng mà TGA trong cái thông báo mà họ triệu hồi 55 loại thuốc này, họ có nhấn mạnh tới một cái yếu tố là những ai sử dụng những cái loại thuốc này có thể là trong cái thời gian 12 tháng thì vẫn còn gây ra tình trạng sốc phản vệ nếu họ cần phải gây mê, thưa bác sĩ. Đúng rồi. Đó, cái đó là cái rất là kỹ mà người ta đã nghiên cứu đó. Đó là mình đã theo nguyên tắc là có 3 giờ tới 4 giờ là cái chất codeine nó ra khỏi nước tiểu. Nhưng mà nó thấy được ở trong cái cơ thể của mình đó, nó còn gì tới là 8 tuần. Nhưng mà cái phản ứng mà miễn dịch của IgE á, có miễn dịch của kháng nguyên kháng thể thì nó kéo dài cả năm. Đó. Bởi vì khi mà có cái hiện tượng mà bị sốc phản vệ đó thì cái tế bào mà tế bào cái là những tế bào nghĩa là là plasmocell, tức là tế bào gì tương bào thì nó tiết ra cái IgE, cái kháng thể đó, thì kháng thể nó bám vào cái tế bào mast cell với cái basophil, tức là cái tế bào bón và cái tế bào kèm, nó nằm rất là lâu trong cơ thể, có thể là kéo dài, và nó cộng tới con cái đó, nó cộng tới cái lúc mà dùng thuốc giãn cơ nó ức chế cái neurovascular agent, hai cái nó cộng hưởng với nhau thì nó thành dầu có 12 tháng nó vẫn bị sốc phản vệ như thường. Dạ vâng. Như vậy là lời khuyên của bác sĩ đối với khán giả của Việt Phay TV, những người đã sử dụng một trong 55 loại thuốc trị ho đang bị triệu hồi này thì họ nên làm gì ạ? Dạ. Thì đây là cái lời khuyên rất là hiện nay đó, thì lúc trước chúng ta dùng rất là thoải mái. Hiện nay có thể nói rằng là 50% bệnh nhân mà cả mình luôn, cả cũng trong cái giai đoạn mà 3 năm Covid vừa qua cũng có dùng cái Bisulfin nữa, chứ không phải là không, cũng vô nhà thuốc Tây mua cái đó, cũng mua cái những cái như là Benadryl chẳng hạn, hay là những cái viên kẹo mà để ngậm để cho nó không có bị ho, rồi nó không cái đó. Thì nói chung là ai cũng có cái thể dùng cái đó hết đó trơn. Và nói thật ra là trong cái người ta thống kê được Úc á, là có thể 30-40% giữ thuốc trong tủ thuốc trong gia đình còn cái thuốc phocodine này đó. Nhà bây giờ cái thuốc cái list nó dài quá thì hy vọng rằng là đọc báo nè, rồi Kim Hoàng đưa lên cái mạng Phê TV. Nhưng mà khó khăn nhất là bây giờ kể như bác sĩ nhiều khi cũng không biết nó nằm cái loại thuốc gì nữa, nó nhiều quá. Cho nên hay nhất á, là cái người bệnh nhân á, nên cầm cái, nếu mà chúng ta còn cái thuốc chai, thuốc nước hay thuốc viên gì á mà trị ho thì chúng ta coi ra rồi chúng ta đem ra dược sĩ. Tại vì bây giờ bảo đảm là dược sĩ cũng rất là lo lắng lắm. Dược sĩ bây giờ dạo dọn sạch rồi, dược sĩ thì không, theo nguyên tắc là không còn thuốc đó nữa, 50 loại đó không còn để trên kệ nữa. Thì mình hỏi dược sĩ cái thuốc này nè, bây giờ có phải là thuộc cái nhóm của phocodine không, để cho người ta quăng vô thùng rác đi. Tức là có đó là cái chuyện quan trọng nhất. Và đồng thời nữa, thế nếu dược sĩ cảm thấy thế cái chuyện thuốc khác, thí dụ như hay fever, Telfast, rồi Claritin hay là Zyrtec, những cái thuốc đó cũng giảm vậy. Hoặc là những cái còn nữa là nếu mà chúng ta dự trữ để khi mà ho, hay là Panadol, những cái kiểu kia đó. Hoặc là chúng ta dùng nhiều khi hiện nay có những cái nước trên thế giới cũng vậy, mà cũng nước ta cũng vậy, cũng nên dùng những cái ho nhẹ đó, dùng Panadol, Panamax, những cái thuốc dược liệu chẳng hạn như là mật ong, chanh, rồi những cái để chúng ta không có ho. Là bởi vì cái ho mà đầu tiên là nó xuất phát từ cái cổ với thanh quản, thì cái thuốc đó chúng ta rất là dễ trị, không có khó khăn gì hết. Và từ từ nó hết, chứ đừng có nóng vội. Như khi bệnh nhân nóng vội gặp bác sĩ gia đình đừng gọi, không phải có thuốc ho mạnh codeine, thứ hai nữa là phải có kháng sinh amoxil, phải có rulai, phải có augmentin, cái đó không nên. Tại vì chúng ta phải tùy thuộc bác sĩ gia đình để mà chúng ta bác sĩ quyết định thuốc gì đó. Riêng đối với dược sĩ thì được phải cố gắng giúp đỡ cho bệnh nhân, và đồng thời cố gắng giải quyết thêm, chứ đừng có cứ chỉ tới bác sĩ thôi, bây giờ ho rồi tôi không còn thuốc gì đâu, chạy vô bác sĩ gia đình là chết luôn. Tại vì bác sĩ là tại vì phải áo sân rồi. Đó là một cái yếu tố mà Kim Hoàng đang muốn nhắc đến, là sau khi mà chúng ta đã biết là 55 loại thuốc ho này đã không an toàn để sử dụng nữa, bước đầu tiên là chúng ta phải vứt bỏ ngay lập tức những cái loại thuốc siro ho có trong nhà, hoặc là chúng ta cũng có thể kiểm tra lại thông tin với dược sĩ
Và kể từ thời điểm này, nếu dược sĩ bán cho chúng ta bất cứ một cái loại thuốc ho nào thì chắc chắn là những loại thuốc ho đó được cho là an toàn. Nó không nằm trong cái danh sách 55 loại thuốc ho bị thu hồi nữa, phải không thưa bác sĩ? Dạ, chắc như vậy. Bây giờ dược sĩ là cũng rất là có thu những loại thuốc khác mà kể như bác sĩ cũng không biết loại thuốc gì nữa. Dạ, nhưng mà đó là thuốc được an toàn. Thuốc an toàn là không có codeine. Đó thì đó là để người dược sĩ để giúp đỡ, và đồng thời nữa là cũng cố gắng để chỉ bảo cho bệnh nhân là dùng những cái loại mà những cái loại mà ho hay là súc miệng gì đó để mà tránh cái phản xứng ho. Và nhưng mà ho này thì chúng ta đừng có lo lắng lắm, ho dừng vài ba ngày đầu để bệnh nhân lúc nào chứ những cái người bệnh nhân mà nó xin lỗi mà bệnh nhân Tây thì họ rất là chịu đựng, con họ nhiều khi ho cả tuần hai tuần không sợ gì đó trơn. Ngoại trừ suyễn nặng thì khó thở hoặc là viêm phổi thì cái đó là mình đương nhiên phải đến bác sĩ dùng kháng sinh hoặc là chống viêm. Nhưng mà đối với thường là dễ dàng là từ từ nó hết thôi, chứ không có phải dùng kháng sinh mạnh hay thuốc hoa mạnh. Vâng, và một cái hiện tượng trong những ngày vừa qua nữa thưa bác sĩ là những cái phòng mạch bác sĩ gia đình ở thủ phủ Melbourne cũng như Sydney và rất là nhiều những cái thủ phủ khác, bác sĩ gia đình người Việt Nam hiện nay đang có một cái tình trạng mới là bệnh nhân không những là người Việt Nam không mà bệnh nhân còn rất là nhiều những cái sắc tộc khác đến để mà thăm khám bệnh, làm cho cái việc chữa trị nó rơi vào tình trạng hỗn loạn, là bởi vì một người bác sĩ không thể nào điều trị với một cái số bệnh nhân quá đông như vậy. Thì lý do vì sao mà họ đã dồn tới những bác sĩ gia đình người Việt vậy à? Một điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Dạ đúng rồi, hiện nay bác sĩ Việt Nam rất là có giá, là bởi vì người Việt Nam mình hồi xưa có lẽ là cái lầm rất là lòng hảo tâm và lòng từ bi cũng như lòng bác ái đối với người Thiên Chúa, là bác ái gì, đạo Phật là từ bi, lúc nào cũng bao gồm hết tất cả, không có tính tiền gì bệnh nhân nó trơn, cũng như bác sĩ ở đây mà cái nhiều khi mổ nhiều từ 2-3 ngàn cũng khỏi tính mà free cho bệnh nhân. Thí dụ hiện giờ chút nữa là có cái ca mổ vì gãy tay nè, sắp tới đương nằm mình đang nói chuyện nè, nếu mà đi ngoài hoặc ngày hôm qua bác sĩ cũng có làm những cái ca mổ mắt mà đối với bạn lớn tuổi 2 mí đó cũng free cho luôn, mặc là tốn 1 tiếng đồng hồ và tốn 2-3 ngàn. Người Việt Nam mình rất là hào phóng, các bác sĩ gia đình cũng rất hào phóng. Riêng đối với người Tây đó, người ta hiện giờ có visa người ta đóng cửa nhiều lắm. Và thứ hai là người ta chạc mỗi cái short consultation đó là trả nhất là 70-80 đô, còn long á trên 100 đô. Cho nên người ta không có đủ tiền. Người Tây hơn khác người Việt Nam mình là có tiền bao nhiêu người ta xài hết à? Người ta xài từng tuần hay xài từng 2 tuần thôi chứ người ta không bao giờ để dành. Cho nên thành ra bây giờ các bệnh nhân ở phòng mạch khác hoặc là các phòng mạch bị đóng cửa nó dồn về bác sĩ Việt Nam. Mà tại vì đa số bác sĩ Việt Nam không tính tiền, ở Victoria cũng vậy, ở Sydney các tiểu bang khác cũng vậy. Cho nên bây giờ rất là khổ tâm vì người ta nghe là bệnh nhân quá đông làm cho mình quá đông. Dạ. Và rồi bây giờ nữa trong cái vấn đề mà ho cảm cúm sắp tới nè, hay fever nè, rồi mùa đông sắp tới là cảm cúm là ho nè, bây giờ ở dược sĩ là không được cho những cái thuốc focodine nữa thì làm sao bệnh nhân mà người ta có thể trị người, mà người Việt Nam rất là lo lắng, họ con cháu mà ho chút xíu là họ đưa đến bác sĩ liền à, họ đưa đến dược sĩ liền thì lúc đó là rất là kẹt. Cho nên chúng ta cũng phải là thông cảm với cái hoàn cảnh đó, và chúng ta phải dùng những cái phương pháp khác, ví dụ như dùng những cái thuốc mà không phải là kháng sinh hay là những thuốc hoa nặng ấy, để điều trị gia đình trước rồi sau đó chúng ta đến từ từ đến bác sĩ và dược sĩ. Thì chúng ta cũng cố gắng để giúp đỡ như vậy. Nên là quá tải là lý do là các phòng khám đóng cửa và người ta tính tiền thôi. Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tình trạng trung tên toàn quốc Úc Châu mà Bộ trưởng Y tế Mark Butler cũng hiện nay cũng đang tìm cách để giải quyết. Ông cho rằng cái hệ thống Medicare của Úc đã quá là lỗi thời bởi vì đã vận hành từ thập niên 1980 và cũng đã đến lúc hệ thống Medicare cần phải có sự thay đổi để những cái bồi hoàn tài chính cho các bác sĩ gia đình nó được có sự gia tăng, bởi vì xuyên suốt 6 năm vừa qua bồi hoàn Medicare đối với các bác sĩ gia đình gần như là đóng băng, không có sự gia tăng, trong khi chi phí hoạt động của các phòng mạch thì liên tục tăng cao. Và cũng chính vì vậy rất nhiều phòng mạch bác sĩ gia đình đã đóng cửa, và nếu còn mở cửa thì họ gia tăng cái số tiền mà bệnh nhân phải trả cái khoản sai biệt từ cái khoản tiền Medicare trả cho bác sĩ. Phần còn lại như bác sĩ Nhân vừa mới nói là từ 80 đô cho đến 100 đô hoặc cao hơn nữa, bệnh nhân mỗi khi đi khám bệnh đều phải trả cái số tiền này. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta bắt đầu nhận thấy tình trạng bệnh nhân chờ đợi tại các phòng mạch
của bác sĩ gia đình người Việt nó rất đông và chắc chắn là sẽ không thể nào giảm hà trong mùa đông sắp tới. Và lời khuyên của bác sĩ Nhân cũng rất là rõ ràng. Trong những cái trường hợp cảm cúm đơn giản và nhẹ thì chúng ta cũng hạn chế đến gặp bác sĩ gia đình, bởi vì thứ nhất có lợi cho cá nhân của bệnh nhân bởi chúng ta không chờ đợi quá lâu, và thứ nhì cũng chúng ta cũng giúp các bác sĩ gia đình có thêm thời gian để chữa trị cho những trường hợp khẩn cấp hơn. Và kính thưa bác sĩ, trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, không biết là bác sĩ có những lời khuyên gì muốn gửi đến cho bệnh nhân người Việt và cũng là khán giả của Vietfay TV hay không? Dạ, bây giờ thì những cái lời nói cũng đã nhiều, nhưng mà bây giờ quý vị về ở nhà thì lục lại cái tủ thuốc của mình đó, rồi đồng thời nữa là đến nếu mà còn nữa thì cũ thì bỏ đi, còn nếu mà lo lắng thì đến gặp bác sĩ hoặc dược sĩ để mà hỏi thăm để coi cái thuốc gì thay vào cái tủ thuốc gia đình. Và đồng thời nữa bây giờ chúng ta cũng đối với khi mà trường hợp mà chúng ta mổ xẻ đó, mình không biết là mình mổ cấp cứu như thế nào nữa, ví dụ một đêm đã bị viêm ruột thừa chẳng hạn, đi vô bệnh viện chẳng đó, thì bây giờ chúng ta cũng phải nhớ lại những chúng ta có những cái thuốc gì chúng ta uống, thuốc nhất là những cái thuốc mà cái focodin đó, mà chúng ta thấy rằng để cho người nhà biết được, để mà khi mà vào đó bác sĩ gây mê người ta biết được, để người ta không cho mình để coi để không bị sốc phản vệ lúc mà bị mổ, thì đó là cái chuyện quan trọng. Còn bình thường thì là bác sĩ gia đình đã ghi rồi, cho nên chúng ta không có sợ lắm. Thì nói chung là quý vị cũng cố gắng để quan trọng nhất là bây giờ cái tới mũi thứ năm rồi đó, thì chúng ta nên chích đi, đừng có khiến nhiều người nó hay quên, sợ cái thuốc quên quá đi. Thì cái hiện giờ cả Pfizer hay Moderna cũng đã có thuốc mới mũi thứ năm rồi. Chúng ta có những chích và sau đó là chích cúm mùa đông để chúng ta qua. Điểm đó là điểm quan trọng nhất trong năm nay. Rất cảm ơn những lời của sau cùng của bác sĩ, và hy vọng là khán giả của Vietfay TV chúng ta sẽ lắng nghe những cái thông điệp này để chúng ta có thể nhanh chóng chủng ngừa, vừa chủng ngừa COVID vừa chủng ngừa cảm cúm, bởi vì mùa đông cũng sắp sửa đến với Nam bán cầu. Một lần nữa Kim Hoàng rất cảm ơn sự đồng hành của bác sĩ ngày hôm nay trong chương trình của Vietfay TV. Cảm ơn Kim Hoàng và tất cả quý vị theo dõi ngày hôm nay. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào. Chúng tôi sẽ trở lại với tất cả quý khán giả trong chương trình Điểm báo vào thứ hai tuần tới.